em à, kính chào các bác nha đã đến với video của em cho anh bãi đầu video của em à, giới thiệu địa điểm đang bán nằm ở Bình Chánh nè thành phố Hồ Chí Minh mình mua hàng mình liên hệ qua số điện thoại trên màn hình giúp em em xếp hàng thì toàn quốc chuyển khoản đủ em bao ship đó cọc là các bác trả đèn ship những bác ở khu vực quận huyện thành phố Hồ Chí Minh chuyển khoản đủ 100 phần trăm em gửi gáp trong vòng vài tiếng đồng hồ đã nhận được thì à, hôm nay giới thiệu lên cho các bác là một cái là bếp của nhà Gen à ờ, em không có biết đường nào em đây là bác cái hiệu này là của châu âu nha châu âu xuất nhật nè đó châu âu xuất nhật cái hiệu này nè các bác hiện nay này là của cái hiệu này, này là của châu âu xuất nhật nha rất là xịn mới tin nè mới gọi là mới từ đường, đường kim mũ chỉ luôn các bác hàng em đấu giá nha cặp bến từ nhật về đó mới tin luôn nè cái bếp này gọi là những bếp gì là các bác uh, có thể là mình uh nướng chiên xào ba bên một đó thì cái bếp này đó là gọi là cái này gọi là cái chảo để dành nướng đó mà hàng châu Âu xuất Nhật nha các bác biết rồi tiêu chuẩn châu Âu mà còn mà cái công nghệ châu Âu mà còn sản xuất mà cái tiêu chuẩn của Nhật nữa thì các bác biết rồi đó thì uh, một tí em giới thiệu rồi em hướng dẫn uh, uh, chi tiết cái này kia rồi báo giá thì thật sự các bác cái giá của em công khai rồi các bác khách quen thì không nói chi các bác khách lạ thì nghe giùm em thứ nhất em xin nói một câu này mắc lòng trước đặng lòng sau thứ nhất các bác mặc cả thứ hai các bác không cọc em xin lỗi em không bán được đó nói một câu nhẹ nhàng gì đi chứ em bán thì khách quen thì đã 90 phần trăm rồi thì em đăng lên những mặt hàng của em đó là khách quen mua là 90 90 phần trăm là thí dụ là 10 người 10 khách hàng của em là đã 9 người là khách quen rồi có một số bác khách lạ lần đầu coi vô trả giá mặt cả không gọc là em không bán được cái này nó thiệt rồi giờ đi vào cái bếp này chi tiết nha thì các bác như em nói đó là nó mới từ đường kim mũ chỉ luôn mà chưa xà chưa sờ đụng nó luôn nè các bác thấy không cái này là cái nút để về mình gắn lên đây nè gì đó để xin để qua bên nắp nè nè mới từ đường kim mũ chỉ luôn mà em nói vậy đó mà các bác biết rồi nó khỏi dòng hết dò hôm trước các bác em cũng lên một cái bếp như thế này nha nhưng mà cái bếp đó nó có chạy một tí xíu bên trong người ta cũng chưa có xài nhưng mà cái người mà vận chuyển hàng để cái này vô nè để này vô hình như này cọ cọ nó chạy cũng như cái bếp này là nó bước được mới như đường kim mũi chỉ luôn cái này bụi đó thì nên em đã nói rồi mới từ đường kim mũi chỉ luôn mà đó để em đo, đo cái size cho các bác nha đó châu Âu các bác biết rồi nè trời ơi nó đẹp nè các bác nó có hai cái tay cầm nè ồ nó nặng lắm các bác ơi hàng châu Âu mà nè đó thở bụi ra nha đó đó mình có thể là cầm nắm như này rất là dễ dàng luôn nè các bác thì hàng nội điện nhật sử dụng hoặc là điện áp phải là 100V rồi đó các bác cái này là để mình ghim điện cho mình xài nè điện áp là 100V công suất là một uh, ngàn không ở một trăm một ngàn năm mươi điện áp 100 trăm v à, hàng châu âu đó các bác ơi mua cái này là xứng đáng đồng tiền bát dạo các bác bỏ ra luôn em nói thiệt là nội thấy ê, ê, xin lỗi nội thấy hai cái cái tay này thôi là thấy xứng đáng rồi nè trời ơi nó nặng nó vậy nó tốt lắm luôn chậm đâu cái sai cho các bác xem nha mình dùng á uh, các bác là như để thế nào mình dùng ở uh, chiên xào nướng được rất là ok cho bác làm bánh làm bánh Dogemon rồi đó giờ bây giờ em đo nha phép để hai mấy cục xốp này qua anh đây em à, không biết làm sao cho các bác chứ em khoái mấy cái này lắm đo từ đây qua đây 40 nha các bác 40 nha đó 40 hình như trên đây nó có để sai không ta rồi, hôm trước em quay cái bếp kia là nó có để sai ở trên cái thùng luôn á cái này nhưng nó không có để sai trên thùng các bác ơi không có để sai trên thùng hàng châu âu nha hàng thùng châu âu nha chứ không phải là hàng tàu lao đâu thật sự các bác hàng châu âu hay, hay là hàng gì miễn mà anh gia nhập vô thị trường nhật là phải chất lượng của nhật mình yên tâm về vấn đề đó 40 cho em nha cao thì nó 6 xăng 7 xăng nè à. đó em 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 lại giải thích cái này nữa lại giải thích nữa tại vì cũng có thời gian cho nên là lên nói thì cái đợt mà gạo của mình đó các bác xuất khẩu qua bên nhật nó trả về đó nó đâu có thu nhận việt nam mình mới cho qua bên châu phi đó và những cái mì gói đó của việt nam đó nhật trả về đó mà việt nam cũng ăn hoài đó có ai nói tiếng nào đâu đó thì xài mình đẩy là vậy nè giờ thì các bác tháo gỡ cái này ra nè các bác gỡ này ra cho em rồi mình gắn vô đây đó rồi cái gắn, gắn gắn vô đây thôi chứ không có gì mà khó khăn hết trơn á thôi đi để nó qua một bên đi làm cái nó mất thời gian cắm điện vô cho các bác coi nè đó đó giờ dính rồi nè đó dính rồi đó ngon lành nha một số bác kiểu như người ta lớn tuổi người ta không tiếp cận được thông tin các bác người ta hay là phân biệt hàng uh, của nhật thì phải sản xuất tại nhật sau hàng của Nhật mà tặng sản xuất tại Pháp sản xuất tại uh, Đức thì cũng như em nói đó mà cứ đôi khi nói đi nói lại hoài nó cũng không có tốt mà thôi bây giờ để đây đây bây giờ là ghim vô là mình xài điện đúng không nó xịn sò nè 200 độ C 100 thì tí em báo giá nha thì cái giá của em công khai mong rằng các bác khách lạ lần đầu coi hoặc là có một số bác khách quen thì nghe gọi mà em em không có mà bớt được, chuyện khoản đủ thêm bao ship thôi đó, chứ còn mà cái kiểu như mà giá công khai là giá cạnh tranh rồi tính đi hàng hộp của châu Âu nhập đấu giá từ nhật về thì để cái giá cho các bác là những cái đồng tiền các bác bỏ ra thôi, em cũng hay nói cái câu đó các bác thì các bác bỏ ra một đồng thì các bác nhận lại một đồng nó xứng đáng cái đồng tiền của các bác cho các bác bỏ ra một đồng các bác nhận lại được hai đồng ở đâu ra mà bây giờ các bác bỏ ra hai đồng các bác nhận lại được một đồng các bác chịu không đó đó ghi em chị đó là cấm điện xài cho em nè cái này như em mở điện rồi nha nè năm em mở điện rồi nè cấm vô sáng đèn thì ở đây là nhiệt độ 100 nè còn xây gì là tắt luôn nè còn xây qua đây là nó sáng đèn là bắt đầu là nhiệt độ nó lên nè đó còn đây là 200 luôn nè là nóng cấp kỳ luôn nó nóng rồi đó còn xài thì đậy nắp lại ăn đồ nướng ăn gì đó đậy nắp lại còn không thì mình dở ra mình làm chiên xào đồ được luôn đó ăn nướng thì mình khỏi cần đậy còn nhưng mà mình chiên xào thì mình đậy đó hàng thùng châu âu thì các bác biết rồi em cũng không có nói nhiều nói thì nhiều luôn rồi đó cái còn không nhiều gì nó giải thích từ cặn kẽ xuất xứ nguồn gốc và tiêu chuẩn hàng quá cái thị trường nhật là cái thị trường khó tính nhất đó mà các bác mua được hàng nhật rồi là các bác biết rồi là như là các bác xài vĩnh viễn đôi khi các bác mua hàng mới trong siêu thị việt nam của mình nó không bằng các bác không bằng cái gì không bằng cái chất lượng đôi khi các bác đi vô siêu thị các bác mua mà nó rẻ hơn mua cái hàng cũ nữa em nói thiệt trong siêu thị hàng mới việt nam á các bác mát in gia bang luôn nhưng mà các bác xài đi nó dở ẹt tại vì việt nam mình đặt cái hàng rẻ tiền đó giờ tôi muốn mua cái đó đó nhưng mà cái nhu cầu khách hàng của tôi là những khách hàng muốn rẻ tôi đặt cái nhà sản xuất bán cái hàng rẻ cho tôi để giờ tôi bán lại cho khách hàng của tôi thì bắt buộc thì mấy ông nhật mấy cái thằng nhật thì phải sản xuất cái đồ rẻ để bán cho cái thị trường cần cái nhu cầu hàng rẻ đó cho các bác vô siêu thị cái các bác mua hàng bắt in gia ban đi về các bác xài đi ba cái hàng trong siêu thị việt nam mình một cái những cái hàng như thế này em bảo đảm là vẫn còn đó thì kết thúc video nha thì bây giờ là cái giá một triệu rưỡi đúng hàng xịn sò là một triệu rưỡi không thay không đổi em bán cho bà con dòng hội và cũng một giá luôn đó được chưa mong rằng các bác hiểu thông cảm mua thì đừng mặc cả cọc cho em ba trăm lưu ý cọc 300 là các bác trả tiền ship còn chuyển đủ một triệu rưỡi làm bao ship đó nhận hàng các bác được kiểm tra thoải mái đó thì như em nói là mới từng đường kim mũi chỉ thì em bán em sẽ tháo này ra đã cho các bác gắn đại để đẩy vô đây thì nó sẽ là nhô lên nó sẽ khó đóng hàng rồi kết thúc video nha hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo chúc các bác nhiều sức khỏe xem video vui vẻ chân thành cảm ơn